Xin chào anh em nhé. Nay bên mình mới hoàn thiện bộ limousine Calibor bản 8 chỗ nhé. Độ như zin luôn nhé. Anh em xem có gì hay nhé. Với gói độ này anh em có sàn carbon này. Đấy, được tặng bậc lốc nguyên khối, hai cửa lùa cộng logo cá nhân hóa ở giữa xe, kia là logo Kia kìa. Đó. Cộng với bộ ốp bậc carbon hàng 3. Ok, nhân vật chính của mình là đôi ghế VIP nhá. Ghế VIP full chức năng này là hàng nhập khẩu 100% nhá. Ngoài hàng nội địa khung sườn rất chắc chắn. Độ hoàn thiện rất cao này, các chi tiết này trang trí rất độ hoàn thiện rất cao nhá. Công tắc này. Ok, công tắc mẫu đi nhá. Bản này là bản không có màn cảm ứng nhá. Có một bản cao cấp hơn là có màn cảm ứng. Ok. Da thì được mình bọc bằng da lớp 3. Đấy, màu như zin luôn. Cộng với họa tiết CNC này. Như zin của Carnival bản 8 nhá, nó rất đồng bộ với hàng tài và hàng sau, không cần thiết phải may lại nhá. Ok, rất tiết kiệm chi phí luôn. Ghế này nó có ghế chỉnh điện 6 hướng nhá, này tới lui này. Đó, rất êm luôn. Lưng hạ chân này, lui này. Đó, lưng hạ chân này. Ok. Gập ngã lưng này. Đấy, đi làm là thoải mái luôn nhá. Cái này bên mình căn này, nó rất sát ra cửa luôn nên thành ra cái lối đi ở giữa sẽ rất rộng nha. Nó không vướng vào vẻ bánh đâu. Rồi, anh em có thể để ý nhá, ghế hàng nhập này, nhìn độ hoàn thiện rất cao này. Đó, massage này, sấy sưởi này, công tắc này rất đẹp nhá. Này, các chi tiết chrome này, mạ trang trí này rất đẹp nhá, khít luôn. Nó bằng nhựa ABS chứ không phải composite nhá. Công tắc này, đấy, rất đẹp luôn. Hệ thống điện thì êm luôn nhá. Dây sạc này. Đấy, của mình taxi này. Đấy, uy tín nhá. Rồi, hai là cổng sạc không dây này, bỏ điện thoại vô này. Đó. À, sạc này. Thấy không? Ok. Buôn này. Đó. Sạc carbon này dày phân rưỡi này, đấy, rất chắc chắn nhá. Bên mình có dán thêm một lớp BBF nữa. Cho nó bóng này, đây, nhìn độ bóng này. Ok, rất chắc chắn nhá. Này, mình 80kg luôn nhá. Anh em nhún nhảy thoải mái luôn. Rồi. Lối đi hàng 3 này, 20cm này, rất rộng nhá. Mình 80 cân này, đi vô tư này, thấy không? Ok, không ảnh hưởng luôn. Rồi. Đặc biệt này, phần chân đế bên mình hoàn thiện này. Đấy, anh em đứng kể cả ngồi gần đây, ngồi đây cũng không khó để thấy được cái phần sắt nó nòi ra đâu nhá. Gần như là không thấy. Thì chân đế bên mình hàn gần như là như zin luôn. Tất cả các lỗ ốc dưới sàn này hàn bằng lỗ zin. Không có khoan ở trên sàn zin, không có hàn ở trên sàn zin luôn nhé. Chân đế rất đẹp và chân đế nó sẽ kết nối với ghế của mình. Đấy, không có lòi sắt hay là gì đấy. Đấy, độ hoàn thiện rất cao. Đường điện bên mình đi lại tất cả là hoạt động theo hệ thống điện chìa khóa. Ngắt điện chìa khóa ngắt nó sẽ ngắt, nó không có hiện tượng ngâm điện nhé. Rất an toàn về điện luôn. Khoang sau này, đây là khoang cốp này. Đó. Mình tặng hai bộ ốp lưng hàng 3 này. Cũng carbon lá vàng luôn, rất đẹp, chắc chắn luôn. Đấy. Rất liền lạc với bộ sàn, nó đồng bộ luôn. Rồi. Ok. Giờ tiếp quay cái gối đầu. Gối đầu là mẫu gối đầu cúp mạ có mạ chrome nhá, ốp rất đẹp nhá. Nó là hàng nhựa, hàng đúc nguyên khối nhá. Chứ không phải hàng mút đắp chế đâu nhá. Độ hoàn thiện cực cao, hàng nhập hoàn thiện cực cao luôn. Rồi, hết rồi. Để hoàn thiện bộ ghế này có massage cảm ứng cộng với bộ sàn full sàn này. Đấy, như zin mà chi phí chưa đến 90 triệu nhé, anh em tin được không? Đó. Anh em có nhu cầu lắp đặt liên hệ TK Tooling nhé, luôn sẵn hàng rất nhiều mẫu ghế VIP nhập khẩu để cho anh em trải nghiệm nhé. Cảm ơn anh em.